Chị và các bạn, thời gian gần đây, các hộ nuôi tôm trên địa bàn thường phải đối mặt với tình trạng tôm chết hoặc tôm chậm lớn. Ngoài những yếu tố về chất lượng giống, thức ăn, thì vấn đề nuôi tôm tự phát và phá vỡ quy hoạch của người dân cũng là một trong những nguyên nhân cần được quan tâm đúng mức. Ông Trần Anh Tráng là một trong những hộ nuôi tôm tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu 15 năm nay. Nhưng 2 năm trở lại đây, chưa năm nào ông được thu lãi từ nghề này. Nguyên nhân là đầu tư lớn, nhưng năng suất, chất lượng không đảm bảo, giá bán không cao. Yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, chất lượng sản phẩm là do môi trường không đảm bảo và phát triển quá nhiều diện tích trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân trong vùng. Chia ở đây là của dân, là họ chia cho họ, là họ tự bới tự đào, cho nên là họ tận dụng hết cái khoảng đất không, cho nên là hiện nay là hệ thống hạ tầng là quy hoạch là không có cái hồ lắng, hồ chỉ có nuôi thôi, không hồ lắng, cho nên là cũng dẫn đến cái tình trạng là nước đậm mà không thể nào có cái điều thay được để dân đảm bảo con tôm. Nếu có điều kiện thì toàn bộ đầu tiên là cái đồng lòng của dân để mà quy hoạch lại, tức là phải có cái hệ thống cấp thoát cụ thể ra. Về chính quyền địa phương thì theo tôi là phải cương quyết có những cái quy chế cụ thể. Hiện nay, ở hầu hết các địa phương đều đã có quy hoạch về vùng nuôi, nhưng lại chưa có hoặc còn thiếu cơ chế để thực hiện và chế tài kiểm soát quy hoạch. Theo báo cáo, toàn tỉnh có đến hàng trăm hecta nuôi tôm phát triển tự phát, phá vỡ quy hoạch, trong khi hệ thống thủy lợi chưa có hoặc chưa được đầu tư đồng bộ, khiến cho các vùng nuôi dễ lây lan dịch bệnh. Đáng chú ý là hiện nay, tại các vùng nuôi tôm trên địa bàn, kênh cấp và tiêu úng nước trong nuôi tôm đang được dùng chung, thậm chí đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Các cái hồ tự phát người ta làm, ở những cái hồ nhỏ, áo hồ nhỏ, không có ổ xả, ổ lặng. Nhiều cái tôm dịch bệnh cả, nhiều cái không có cái sự quản lý trong cái vùng gạp, người ta xả ra là không biết, nó thậm chí nó ảnh hưởng đến cả cái hồ nuôi ở trong cái vùng gạp, với trong cái tổ cộng đồng nó ảnh hưởng. Nhiều khi tôm dịch bệnh mà người ta không báo, mình không biết được. Người ta xả ra có cái một cái hồ nhỏ 1.000, 1.500 mét vuông, nó làm ảnh hưởng cả hàng chục hecta. Ủy ban nhân huyện đã ban hành cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó là chú trọng xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. Quan trọng nhất là hiện nay là ủy ban xã đã cấm không cho người dân tự phát, và chúng tôi tổ chức lập quy hoạch cho phép những nơi nào có thể phát triển diện tích nuôi trồng mới, rồi tổ chức cái hệ thống tiêu thoát và lấy nước cho nó một cách khoa học. Trước tình trạng các hộ dân tự phát mở rộng diện tích vùng nuôi tôm đã gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng của ngành thủy sản. Hiện nay trong tổng số 1.320 hecta nuôi tôm trên địa bàn, mới chỉ có trên 200 hecta nuôi tôm đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng. Vậy nên dịch bệnh luôn rình rập và đe dọa đến các đầm nuôi tôm. Mỗi năm cả tỉnh có đến hàng trăm hecta tôm bị bệnh hoặc nuôi chậm lớn, thiệt hại về giá trị kinh tế là rất lớn. Nuôi tôm là phải có đủ cơ sở hạ tầng đảm bảo thì khi đó mới đầu tư nuôi tôm. Vì đây là một ngành nghề mà có thể nói là cái mức suất đầu tư rất là cao, mà rủi ro thì lại lớn. Quan tâm đến cái vấn đề là nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho các vùng nuôi, xây dựng những cái quy trình nuôi tôm mà nó phù hợp với cái biến đổi khí hậu hiện nay, là các cái cấp chính quyền quản lý chặt chẽ, giám sát chặt chẽ cái thực hiện cái đúng cái quy hoạch trong nuôi tôm. Để giải quyết tình trạng này, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch tổng thể diện tích nuôi, sắp xếp bố trí và đầu tư hạ tầng hợp lý, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nuôi đảm bảo theo quy hoạch. Trong đó, chú trọng quy hoạch vùng nuôi, ứng dụng công nghệ cao và quản lý mặt hàng thủy sản theo chuỗi.